Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Mizonova Maria Georgieva gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng đạt được trong năm 2023. Bà Maria Georgieva hy vọng năm 2023, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là điểm đến tin cậy cho du khách quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Liên bang Nga. Quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nga sẽ có những bước phát triển mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh trân trọng cảm ơn lời chúc Tết của Tổng lãnh sự Mizonova Maria Georgieva, khẳng định thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Liên bang Nga. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng mong muốn, với truyền thống quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Nga, sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự, các mối quan hệ văn hóa, du lịch giữa hai nước, cũng như giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nga sẽ phát triển hơn nữa trong năm 2024.